Chắc không có dạy nào bằng cái dạy của hai con bạn thân của mình mọi người ạ. À. Mình xin giấu tên con bạn và xin lên đây ý kiến của các bạn về trường hợp này. Con bạn mình hiện tại là năm 2, không chỉ có khuôn mặt xinh xắn, body hot hòn họt mà còn học rất giỏi. Ta phải nói là nó là tinh hoa hội tụ, cái nam cả nữ được yêu nha. Từ lúc lên đại học, có thời gian rảnh thì nó tập tành đi làm mẫu ảnh và may mắn được mọi người bút nhiều và chuyển dần sang mẫu ảnh chuyên nghiệp luôn. Mặc dù công việc nó khá là nhiều, nhưng chưa bao giờ nó từ bỏ việc học. Lúc nào đi làm cũng cũng cầm sách vở trên tay Việc học của nó cũng không có chuyện xa xúc Kỳ nào cũng được học bổng nữa mới cháy chứ Thế nhưng từ khi nó yêu cái ông nhiếp ảnh hơn nó 5 tuổi Thì mình đã cảm thấy cấn rồi Đang là một cô gái tuyệt vời như vậy Thế mà nó dính vào con đỉ tình yêu Phát việc học của nó tục không phanh nó bây giờ công việc và tình yêu Còn việc học thì bỏ dở Là bạn nên mình có tâm sự khuyên nó chú ý việc học Thì nó tỉnh bơ nói người yêu tao mới thông não cho tao mày ạ kiểu gì tao cũng làm người mẫu kiếm tiền thì giờ học làm gì cho tốn thời gian bây giờ lấy thời gian ấy đi nhận chụp những nhãn hàng mới có kiếm được thêm hơn mình nghe xong chỉ biết lắc đầu nó từng là đứa coi việc học ưu tiên sao giờ lại thay đổi chóng mặt như vậy nghe mà đã thấy thằng người yêu con bạn không có tử tế gì rồi nhưng khi nào hỏi thì nó đều khen con ấy tới tấp gì mà giỏi rồi tinh tế biết chiều chuộng. Mình có đi start cái ông người yêu nó, ông này tên Dũng, có kinh nghiệm tán gái vết. Lục lại mấy comment thì ba năm trước thì ối rồi ôi, toàn thả thính gái với bình luận thôi. Mà giọng văn này thì chỉ có mấy thằng tệ boy mới hay nói, nghe bảo ổng tán con bạn mình trong vòng một tháng, mà nó nổi tiếng là chảnh gơn, thế mà bị ông đánh gục. Chắc thằng này phải rất gì và này nọ phết, mà nhìn những hình ảnh trước đó ổng chụp toàn là gái nút, khiến mình xem mà đỏ mặt giùm luôn đó. Trước đó thấy mùi không ổn, đi soi ông này, thấy đúng bất ổn luôn á. Nghe bảo con bạn mình sắp chụp mẫu cá nhân cho ông này, vì ổng sắp mở shop nội y mà con bạn mình trước đó luôn từ chối những kiểu chụp này vì nó không thích show da thịt. Đúng là nó thay đổi thật rồi. Giờ nó còn đồng ý với ổng cơ, nhưng nó bảo là chụp thân chứ không chụp mặt. Mình có nói nó suy nghĩ kỹ chưa thì nó cười cười an ủi, yên tâm, người yêu tao chụp mà mày. Với lại anh ấy bảo chỉ chụp đồ chứ không có chụp mặt thì tao lo gì mới đầu chỉ là chụp người không chụp mặt thiệt. Sau đó thấy tương tác trên mạng cũng ổn, có lát đát lực mua. Nên sau đó ông Dũng mới ham, gạ trang quay video show sản phẩm, cũng định nọt là không quay mặt, nên nó cũng đồng ý. Đến lúc đăng video chạy quảng cáo cho sản phẩm lại có cả mặt. Đang đi học thì mình mới lướt thấy, hốt khoảng đưa cho nó coi. Thì con bạn mình mới lật đật gọi điện nhắn tin cho người yêu nó. Ôi, hóa ra là Dũng đặt hai cam để quay, cố tình không cho nó biết. Lúc này nó không chịu được đòi chia tay và bắt Dũng xóa ảnh thì dũng dọa sẽ tung ảnh nóng của nó. Bây giờ nó vừa khóc lóc ỉ ôi với mình đây. Đúng khổ yêu nhầm người. Mà cái vụ dọa tung ảnh này thì sợ đết gì. Mình mới bảo con bạn là tự tin lên. Tung thì cũng là ảnh chụp. Nó cũng đã đăng video áo tắm rồi. Thì cứ thế mà chia tay. Còn nó mà không chịu chia tay thì bóp phốt nó. Thách nó làm được. Kiện nó liền. Con bạn mình cũng làm theo. Liều bảo là thách thằng này đăng. Nếu đăng thì để xem ai chịu thiệt hơn ai chắc ông này cũng trén nghĩ con bạn mình kiện này nọ nên thôi cũng xui xin quay lại ngọt xớt mà con bạn mình ngu một lần thôi không có ngu thêm lần nữa may mà nó tỉnh ngộ sớm chuyện cũng chưa có gì đi quá giới hạn không là cũng mệt phết đấy yêu với đương nè em không là của anh thì không là của thằng nào khác nha cho bọn mày thử mùi mắm tôm em đang đi hẹn hò với anh đồng nghiệp thì bị thằng người yêu cũ nó tạt mắm tôm lên người hủy luôn cả buổi hẹn hò. Chia tay lâu rồi mà vẫn bị bạn trai dùng mưu hẹn kế bẩn phá mọi người ạ. À. Em với người yêu cũ là Hùng yêu nhau được 2 năm. Trong 2 năm nay anh đã xuất hiện nhiều tật xấu mà mình không thể bỏ qua được. Việc đầu tiên phải kể đến là ông ở bẩn kinh khủng. Mình có nhắc nhở nhưng ông không bao giờ làm. Còn đẩy trách nhiệm dọn dẹp về phía mình và nói câu tỉnh bơ. Việc nhà là của đàn bà con gái, em đi mà dọn đi. Khiếp lười thì chảy ra chắc chỉ có em mới chịu được ổng hai năm quá em chiều ổng như vong vì em còn yêu nhiều lắm sau khi ổng nói quan điểm tình yêu khi em nói chuyện cưới phát là em say bay liền gì mà nấu ăn cũng để em làm lo cho bố mẹ cũng cả hai chưa lãi gì không thích em mặc này mặt nọ vì tương lai kiểu gì cũng là vợ ổng phải biết ý thôi 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 em chịu không có nổi người yêu chứ có phải cha mẹ đâu mà lắm lý do bắt hầu hạ như đúng đội sau cái lần ổng nói ấy em bắt đầu khó chịu rồi Những lúc cãi nhau em cũng không nhường nhịn gì nữa Mà múc ổng luôn Quần áo hay nhà cửa bẩn thì em cũng kệ Vì nhà của ổng chứ có phải của em đâu mà em đi dọn Nhưng lúc ấy là cứ cãi nhau to nhỏ Em dần cũng chai sạn Không còn tình cảm gì với ổng nữa luôn Em quyết định nói chia tay Thì Hùng bắt đầu hốt hoảng Hứa thay đổi Nhưng em đết tin Em lạ gì cái tính thằng này Được cái mổm thôi chia tay nhau được một tháng thì hùng bắt đầu quay qua năn nỉ đòi quay lại hùng luôn nói yêu em muốn được ở cạnh chăm sóc lo lắng cho em em không đồng ý thì hùng đe dọa bảo sẽ không để tôi được yên thân không để em yêu được bất cứ người đàn ông nào khác nghe vậy em nghĩ nó không dám làm gì đâu em chặn hết tất cả các cách nó có thể liên lạc được với em thậm chí còn nhờ anh trai chở đi làm vì sợ nó dở chứng làm phiền một tuần trôi qua yên bình em còn nghĩ chắc thằng này lại mỏm nhưng không nha mới nhắc đến tào tháo thì tào tháo xuất hiện thằng này biết em không chịu gặp nó nên bắt đầu mua hoa mua quà rồi nhờ đồng nghiệp gửi cho em em thì không kể chuyện tình cảm bản thân cho đồng nghiệp nghe nhưng khi họ thấy chàng trai này toàn gửi quà cho em thì bảo em tha lỗi các thứ em có bị điên đâu mà quay lại với thằng hãm này em cũng không giấu đồng nghiệp nữa mà nói thẳng là thằng này là người yêu cũ nó tệ nên em mới chia tay mong đồng nghiệp không nhận quà giúp nữa mọi người nghe vậy thì đồng ý còn bảo nếu thấy thằng này sẽ chửi hộ em luôn đúng là các đồng nghiệp uy tín nói là làm sau ngày đó em không còn phải nhìn thấy những bó hoa và món quà của nó gửi nữa đồng nghiệp nữ khác còn bảo đã chửi giùm em thằng này sẽ không vác mặt tìm em nữa đâu em nghe thì cũng an tâm chút nghĩ chắc thằng này không mặc dậy đến vậy đâu nhưng không nha mọi người không biết nó theo dõi em hay gì mà biết em đang tìm hiểu một anh cùng công ty thế là nó mới nhắn tin rồi làm phiền anh đồng nghiệp em đang tìm hiểu anh đồng nghiệp và em cứ mặc kệ nó không quan tâm hai đứa đang đi hẹn hò thì bị thằng người yêu cũ lao từ đâu ra tạt mắm tôm từ đầu tới cuối kèm giọng nói yêu với đương này em không là của anh thì không là của thằng nào khác nha cho bọn mày thử mùi mắm tôm chia tay đi không là hơn cả mắm tôm đấy nói xong câu đó cái nó phóng xe chạy mất buổi hẹn hò cũng hủy luôn nghĩ càng thấy cay sau đó anh đồng nghiệp bị hàng loạt những đen đuổi như bị thủng lớp xe bị ai cào xước xe đi trên đường cũng bị ai đẩy ngã tai nạn phải bó chân em biết đứa nào chơi mất dạy như vậy biết bản thân mà còn có tình cảm với anh kiểu gì thằng người yêu cũ nó cũng phá tới nên là em và anh cũng kết thúc luôn em không muốn liên lụy tới người khác Em càng nghĩ càng đau đầu Thằng này nó cứ bám dai như đĩa Em không dám yêu đương với ai luôn Mũi thằng này chắc là mũi chó Ai có ý định với em hay mua đồ ăn sáng hay quà gì nó là nó biết hết Em đi tra hỏi thì mới biết Có đồng nghiệp trong công ty được nó thuê tiền ra theo dõi em Thằng này chắc bị điên rồi Em có nên gặp mặt thằng này để giải quyết cho xong không Có cách nào không cần gặp mặt mà nó tha cho em không mọi người chẳng hiểu sao ông anh trai em lại có thể chọn đúng bà giáo viên khó tính nhất ở trường em để làm vợ vậy không biết nữa. Cứu em với, bước đi này em không thể lường trước được. Chuyện là em năm nay học lớp 12, có ông anh 28 tuổi chuẩn bị lấy vợ, bố mẹ em sốt sắng lắm luôn, vì chỉ cần anh đồng ý lấy vợ là mẹ em không chê ai hết. Nhưng đâu có ngờ, ông anh trai chơi lớn thế không biết nữa. Gu cứ phải gọi là mặn chát luôn. Hôm đó là ngày anh dẫn người yêu về ra mắt, em phấn khởi lắm, vừa tan học là em phi xe ngay về nhà trên đường đi em gặp cô thúy giáo viên dạy hóa của bọn em theo thông thường thì em vẫn chào hỏi một câu rồi đi lên cái mặt cô vẫn nguyên hiện trạng rồi phóng vút qua như một cơn gió vừa về đến nhà em ngỡ ngàng cô thúy đang ngồi trong nhà em với dáng vẻ nhẹ nhàng rồi niềm nở chào hỏi với em thư về rồi hả em đi học về giờ này chắc mệt ha cô cũng chỉ mới tới thôi em đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh hoàng cất lời ơ cái con bé này vào nhà mà không chào hỏi à chắc hai chị em cũng biết nhau rồi ha anh xin được giới thiệu đây là bạn gái của anh bé út ạ à. vải trưởng sốc thế tại sao anh trai em lại có bạn gái là giáo viên lại còn là bà mà em ghét cây ghét đắng nữa chứ hỏi chấm thật sự luôn nghe thấy giới thiệu em cũng ngoan ngoãn cúi đầu rồi đi thẳng lên phòng nói sơ qua cho mọi người biết về cô thúy được mệnh danh là bà chằn ở trường chuyên bắt bẻ học sinh suốt mười mấy năm đi học đây là lần đầu tiên em gặp cô giáo vừa dữ dằn mà vừa thảo mai vậy luôn á cô luôn thu đồ của học sinh về làm của riêng cho mình. Như con bạn em, khoe thỏi son mới mua, nó chưa dám dùng, thì bà ấy từ đâu xuất hiện rồi tịch thu, với lý do là học sinh không được trang điểm. Ngoài ra, bà ấy còn rất hay cho bọn em điểm kém, học một đằng kiểm tra một nẻo rồi nói bọn em không biết đối phó tình huống như thế nào. Chưa dừng lại đâu, trong lớp em có một cặp yêu nhau, cô cố tình đi rêu rao khắp trường, bảo chúng nó đã làm chuyện người lớn với nhau rồi, trong khi hai đứa nó còn chưa cả hôn nhau. Vãi cả cô giáo, không thể khen nổi mà Vậy mà giờ giữ bộ mặt hiền lành trước gia đình em Thấy mẹ em ngứa mắt kinh khủng Lúc mẹ gọi em xuống ăn cơm Em lầm lì đi xuống Chị ấy vẫn giữ sự thảo mai trong mình Nào, để chị xới cơm cho em chồng tương lai nha Ăn nhiều có sức mà học Chứ chương trình 12 cũng mệt lắm đó Em nhận bát cơm mà chẳng nói một lời nào Anh Hoàng hất cầm Ý chỉ cảm ơn chị đi Thì cô Thúy nhìn em rồi vẫy tay không cần phải câu lệ như thế đâu rồi lườm em một cái Bà này có sự xấu tính ăn vào máu rồi, anh trai em mà lấy cô ấy chắc chết mất thôi. Đang trong giờ ăn cơm, cô Thúy nói về chuyện bàn bạc bà cưới sinh của hai người. Mọi người biết gì không? Nguyên văn cô Thúy nói là Cháu thì tính thế này cô ạ, à. cháu với anh Hoàng lấy nhau, hai chúng cháu sẽ ở nhà này. Cô chú cũng sớm sang tên cho chúng cháu, để mai lỡ không may bất trắc cũng đỡ lo. Còn bé Thư là con cô chú, cháu nghĩ là cô chú nên làm tròn trách nhiệm nuôi nó đi học, còn vợ chồng cháu sẽ không chu cấp ạ. À về sau nó cũng chẳng phải là con nhà này nữa nuôi cũng chỉ tốn công thôi cô nói đúng không mẹ em nghe xong mà tắt ngấm nụ cười luôn cô ấy tức cười thật sự ngày đầu ra mắt nhà người yêu mà đã vội vàng tính đến chuyện lợi ích rồi đấy tâm cơ lắm chứ đâu có vừa em nghe thế cũng tiếp lời luôn à nhà này là của bố mẹ bố mẹ sang dưỡng tuổi già ở đây cô ạ à. với cả bố mẹ hứa sẽ chia đôi mỗi đứa một nửa nên không thể nào sang tên cho em được còn việc chu cấp cho em ấy mà em cũng có thể tự lo được đâu dám phiền đến anh chị mà chị đã vội chối rồi. Cô Thúy nghe thấy em nói thế, mới nhìn chầm chầm rồi phản biện em là con nít tranh, biết gì mà xen vào chuyện của người khác như vậy. Nhưng mẹ em lại đứng lên bên em, bảo cô Thúy nên nghĩ xem mình nói như thế ổn chưa. Cô Thúy câm nín không cãi lại được, nên đành nhịn. Đến mấy hôm sau khi lên lớp, cô ấy không để em yên, liên tục gọi lên bảng với những câu hỏi hóc búa vô cùng. Hoặc trong lớp em chẳng cần làm gì, cũng sẽ được ngồi chỗm chệ trên sổ đầu bài cuối buổi hôm đó cô còn gọi em lên cảnh cáo cô nói cho mày biết mày muốn yên thì đừng phá chuyện của cô cô mà có về đấy làm dâu thì mày xác định một đời khổ cực đi cái loại không biết điều anh trai mày cô đã lựa rồi đừng hòng mà chê bai ngoan ngoãn cho xong việc đi nghe chưa trẻ tranh <laughs> cô ta nói cứ như là mẹ thiên hạ vậy đó nhưng cô ấy đâu có biết em đã ghi âm toàn bộ những lời lẽ mà cô ta nói ra người có học làm giáo viên mà lại cư xử thiếu tôn trọng người khác như vậy đó đe dọa chẳng khác gì xã hội đen cả em về nhà và gửi đoạn ghi âm cho anh trai để anh tự biết đánh giá em cũng kể hết mọi chuyện xảy ra tại trường cho anh ấy nghe cuối cùng anh ấy cũng chia tay cô thúy nhưng mọi người ạ à, cô ấy không chịu nên ngày nào cũng qua nhà giúp mẹ em chuyện này chuyện kia rồi liên tục đề cập đến chuyện cưới xin nên mẹ em mời cô ấy về đến mức cô ấy tức giận quát lại mẹ em cô nè cháu nói thật cô nên suy nghĩ kỹ đi cô không chọn cháu là con dâu mà được ạ. À? Cháu sẽ tung tin đồn về nhà cô cho khắp cái huyện này, rằng con trai cô yếu sinh lý, con gái cô bị bê đê, xem cô còn dựng vợ gã chồng thế nào. Nhưng mà quả báo thường đến nhanh với người mồm miệng bẩn thiểu. Vài ngày sau, các học sinh đồng loạt lên confession bốc phốt cô về thối phạt vớ vẩn, tịch thu làm của riêng, vu khống học sinh, bịa đặt, không chiếm lợi về mình, khiến cô bị cho nghỉ việc. Đáng đợi cái loại người không có chút liêm sĩ nào, đòi làm chị dâu nhà em hả? Không có cửa đâu. Đang tính lập kế hoạch trả thù thế kỷ Ai nghĩ được vớ luôn anh chồng Và sống hạnh phúc đến giờ đâu Tôi và người yêu cũ trước đó yêu nhau được hơn 3 năm Hai gia đình còn đang lục đục việc cưới sinh Thì tôi phát hiện nó cắm sừng tôi Lúc ấy hả tôi suy sụp Và trong đầu chỉ muốn trả thù hai đứa nó bằng được Nghe bảo lúc cặp kè với thằng người yêu tôi Nó cũng có bồ Đã yêu được 2 năm Thế là tôi mới đi tìm đối phương Muốn bày kế trả thù hai người đó bằng được Lúc đầu anh từ chối, anh bảo vẫn còn yêu nên không muốn làm tổn thương cô gái ấy. Nhưng mà tôi không cam tâm nên thuyết phục và cũng nói luôn là hai đứa này cấm sừng ống nửa năm rồi chứ méo ít đâu, ngồi đó mà thương với yêu. Thế là nhờ sự thuyết phục của tôi, anh cũng chịu gặp để lên kế hoạch. Khi gặp nhau tôi đã bị vẻ ngoài thu hút của anh làm đơ mất mấy giây. Người gì mà hở cao tráo đẹp trai, còn chung thủy nữa chứ, đen đuổi dính phải bồ hưu thôi tự nhiên ngồi nói chuyện với ổng, mình quên luôn bản thân bị phản bội bởi bộ cũ. Tự nhiên thấy bộ cũ chả có cái mẹ gì ấy, con kia đúng là có mắt như mù. Cũng tính là ngồi nói chuyện trả thù các kiểu, thế nào nói chuyện lân la hỏi thăm tình hình cuộc sống của nhau, rồi an ủi nhau. Cái ổng tự nhiên chủ mình tối đi nhậu đi ăn để giải sầu, mình nghe thì kiểu thấy thú vị nên đồng ý. Tối đó đúng kiểu hai người đồng tâm trạng, chỉ có tâm sự cùng nhau mà quên bén luôn gặp nhau để làm gì. Nói chuyện xuyên suốt còn hơn mấy bạn bè chơi thân nữa, mà ông nói vòng vo một hồi cũng khuyên tôi không nên trả thù làm gì nữa. Tôi đùa bảo ông thương người yêu cũ thì ông nhìn tôi cười bảo, "Tự nhiên anh thấy em vui vẻ như này, còn thoải mái hơn là việc đi trả thù ấy chứ. Nếu em buồn, anh sẽ cùng em vượt qua." còn hai loại rác thải ấy không cần chúng ta bận tâm đâu nghe xong em cũng bị thao túng thì phải kiểu cũng không có tức tối hay khó chịu về việc bị cắm sừng cảm thấy hai đứa nó không xứng đáng để bản thân phải bận tâm hay nhúng tay vào xử lý buổi hẹn này coi như là kết thêm bạn mà tôi nghĩ sau này hai người sẽ không có cơ hội gặp mặt gì đâu nhưng mà ổng bắt đầu chủ động rủ rê đi ăn đi chơi nha tôi là ngửi được mùi ổng thích tôi rồi cả hai là người trưởng thành nhìn là biết có ý với nhau chúng tôi cứ thế tự nhiên tìm hiểu nhau trong vui vẻ Bố mẹ tôi cũng ưng anh lắm Kiểu ổng rất biết chăm lo cho cả tôi lẫn gia đình tôi luôn Hai bọn tôi chính thức hẹn hò Và tôi chả việc gì phải giấu giếm Đang công khai sự hạnh phúc của hai đứa Người yêu cũ thấy còn vào nhắn tin nói Đều là vì muốn trả thù Mà người yêu cũ của người yêu nó mà nực cười Tôi mới nhắn lại ngon ơ Tự ị tự ăn đi anh ơi Anh làm như anh bấu lắm Mà tôi phải hy sinh hạnh phúc bản thân mình đi trả thù Khiếp khi nào cưới tôi mời Không cần đánh tiếng nha Tưởng nói suông ai ngờ muốn cưới tôi thật. Bọn tôi yêu nhau được hơn năm rồi nắm tay nhau về nhà luôn. Ngày cưới bọn tôi y như lời hứa bản thân tôi mời hai đứa nó. Nhìn bọn nó hậm hực cắn răng chúc mừng mà chỉ thấy hả hê. Trả thù bọn nó một cách đau đớn nhất là bản thân mình hạnh phúc vui vẻ thôi mọi người ạ. À. Sau đó mấy tháng nghe bảo hai đứa nó chia tay. Tưởng hạnh phúc nắm tay đến già. Con kia nó có bầu mấy tháng nhưng thằng này phát hiện không phải của nó. Sau đó hai đứa bốc phốt nhau tưng bừng trên mạng xã hội. Đúng là nghiệp quật hai đứa bọn mày Giờ tôi chỉ có đọc rồi cười khẩy Ôm chồng đẹp trai đi ngủ thôi Lúc lên cấp 3 tôi được bố mẹ cho tách ra ngủ riêng phòng thay vì ở chung với nội như trước, nhưng kể từ lúc đó tôi gặp đủ chuyện xảy ra. Lúc đi ngủ, đang liêm diêm thì tôi luôn nghe có tiếng ai đó gọi tên. Cứ gọi kiểu giật ngược ấy, gọi đúng tên tôi, một tiếng một trước dứt khoát. Những lần kêu như vậy tôi thường giật, tôi tỉnh giấc, mở mắt ngay rồi tiếng kêu lại im bặt Tôi cứ hay gặp chuyện như vậy mãi đến khi lên đại học vẫn vậy. Càng lớn, giấc mơ càng rõ ràng và sắc nét, chứ không mờ ảo như hồi nhỏ. Trong mơ tôi gặp một người con trai, tiềm thức bảo là bạn này rất đẹp trai, cao tầm 1m8, luôn mặc quần jean xanh và áo sơ mi. Nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy rõ mặt, dù bạn đó dắt tôi đi chơi, đi ăn, đi dạo. Có lần tụi tôi đi trên con đường lầy lội thì bạn ấy cổng tôi đi. Bởi vậy từ lúc nằm mơ gặp bạn đó tôi cứ ước ngủ nằm mơ gặp hoài à. Và điều đó thành sự thật khi mà số lần tôi gặp càng lúc càng nhiều. Đến khi học đại học xong vẫn còn nhưng mà lúc này đã lên level mới làm điều mà các cặp đôi người thường vẫn làm. Mẹ tôi thì tò mò, mãi chẳng thấy tôi có mối nào. Tôi vô tư nói chưa có duyên gặp ai. Mẹ vẫn lo, hôm đó dắt tôi đi xem bói. Vừa bước vào thì bà ấy bói bài hỏi tôi, con hay tắm khuya không? Dạ, từ nhỏ con đã vậy, vì hay lười đến muộn mới tắm. Con có làm chơi đồ gì xuống nước như là sông, ao, hồ không? Dạ có, hồi nhỏ nhà con giặt đồ dưới hồ, con bất cẩn làm trớt đồ lót mà vớt không được, lúc đó đang học cấp 2. Buổi tối con có hay nằm mơ gặp đàn ông và nghe tiếng gọi không? Dạ có, từ lúc ngủ riêng là gặp và nghe gọi liên tục à? Bà nhìn sang mẹ tôi rồi bảo Nó bị duyên âm rồi Tôi thấy có một thằng con trai tầm 20 tuổi đang theo nó Xong lại quay qua bảo tôi Đã làm việc đó chưa? Có nằm mơ có thai không? Dạ có nhưng mà chưa có thai Nghe tới đây bà ấy liền nói phải cắt duyên liền Nếu để có con với người âm là khó cắt Có khi còn bị quật lại Bà ấy dặn trầm mang đồ cúng qua Cả hai cái gương nhỏ gặp hai mặt vào nhau Tuyệt đối không soi vào Đem tới cho bà làm lễ bà dặn không bàn tán việc này khi ở nhà tránh vong nghe được mẹ tôi lo lắng nên làm theo y hệt sau khi làm lễ xong bà đưa tôi hai cái gương bảo đặt đầu chân giường mỗi nơi một cái không soi mặt vào không để mặt gương hướng lên một tuần sau thì đi thả ở chỗ hồ làm trước quần áo lần này tôi cũng sơ ý bảo đặt ở giường ngủ nhưng lại quên là tôi phải ngủ cái giường đó mới được ấy vậy nên tôi đặt ở một cái giường nằm ở dưới quê còn tôi thì lên thành phố đi làm sau một tuần thì tôi về thả trôi xong. Tầm hai tháng sau đó tôi ăn ngon, ngủ yên, không nghe tiếng gọi nữa. Những tưởng đã giải quyết êm đẹp rồi. Ai ngờ tối đó 11 giờ khuya chuẩn bị đi ngủ. Tôi đột nhiên lại nghe gọi tên một lần nữa. Mở mắt giật tôi. Cứ nghĩ là đi làm. Mệt suy nghĩ lan man nên mặc kệ. Vừa nằm liêm diêm được 15 phút. Thì tự nhiên mở mắt ra. Thấy một bóng đen thù lùi nằm trên người tôi. Kiểu tôi nằm mà nó ngồi. dáng dấp của một thằng đàn ông. Tôi sợ quá bật dậy. Thì bóng đen đó biến mất không dám ngủ nên để đèn cả đêm. Sáng hôm sau tôi gọi về nhà cho mẹ, bảo chưa cắt được. Rồi tức tốc chạy về gặp thầy, kể lại đầu đuôi sự việc. Thì bà bảo cứ đem vật tế lễ y như đợt rồi, để bà làm lễ cắt duyên lần hai cho. Lần này thì tôi chú ý, đem hai cái gương đó lên trên thành phố đặt xuống tấm nệm giường. Đúng hôm đầu tiên làm việc đó thì chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Tối đó tôi vừa tắt đèn đi ngủ, vừa nằm lên giường thì nghe tiếng sột soạt, cứ như là côn trùng bỏ vào túi ni lông cứ sột soạt lão xạo. Tôi bật đèn tìm, nhưng quái lạ là phòng tôi làm gì có túi ni lông nào, cũng không hề có bao giấy, vậy thì tiếng động đó phát ra từ đâu? Sau khi tìm khắp nơi không có gì lạ, tôi yên tâm tắt đèn, nhưng mà vừa làm vậy thì tiếng sột soạt lại phát ra. Nhìn giáo giác xung quanh cũng không có con bọ hay bướm gì bay vào phòng cả. Cứ tắt đèn là nghe, mở đèn là im. Nên tôi quyết định để đèn. Cả đêm hôm đó và 6 ngày tiếp theo là ác mộng đối với tôi. Sự việc cứ như vậy tiếp tục xảy ra kể cả lúc bật đèn thì cái kiểu như có thế lực vô hình nào đó tác động làm tôi bước trước nóng khắp người tinh thần thì hoảng hốt lăn lộn không hề ngủ được tôi không nhắm mắt được tôi gọi cho thầy thì bà bảo là cứ yên tâm cái gương đang làm phép nhốt cái vòng đó vào gương nó tìm cách thoát ra ngoài nên tác động lên tôi làm tôi bồn chồn mệt mỏi vì tôi nằm trên cái gương mà hoặc là nhờ cái gương soi vào nó nên là nó không tiếp xúc tôi trong giấc mơ được, phá tôi cũng không biết được. Đúng một tuần sau, tôi ôm hai cái gương về quê, xe đò muộn nên gần 9 giờ tôi mới về tới bến xe gần nhà. Cha tôi chạy xe ra đón, cha tôi nói là đưa hai cái gương tôi đang cầm cho cha và lần này ông quyết định thả ngoài sông lớn chứ không thả hồ gần nhà như lần đầu và tôi thề lúc thả hai cái gương xuống tôi thoáng thấy có một gương mặt đen thùi lùi trong đó rơi dần xuống sông Tối đó về tôi ngủ với mẹ rất ngon và bình thường. Hôm sau lên lại thành phố, mẹ tôi mới gọi, bảo là tối đó cha mày ngủ giường của mày, bị nó đè cha tôi tức quá mới chửi, đụ má mày làm phiền con tao, nghe trời nó biến mất, kể từ hôm thả hai cái gương xuống là tôi không còn mơ thấy người đó nữa, hay nghe tiếng gọi trong đêm, người cũng khỏe mạnh hơn. Cuộc sống vô cùng vất vả, muốn ăn thì phải lăn ra làm việc thôi chính vì vậy tôi đi làm bảo vệ cho một tòa chung cư để đổi lấy chút tiền sinh hoạt nhưng mà làm bảo vệ toàn ngồi một chỗ chán lắm mọi người ơi cho nên là tôi quyết định là đăng ký tài khoản xe ôm công nghệ chạy cho đỡ phí thời gian lại kiếm thêm tí tiền mà cái số của tôi không hợp với nghề làm xe ôm thì phải tôi toàn vớ phải những khách hàng ối rồi không à Lần đầu tiên nha, tôi nhận cuốc xe là một em gái rất là xinh, khuôn mặt ngây thơ. Thằng ấy mốc như tôi còn phải nghĩ, ôi ôi, cái này có khi lại kiếm được bạn gái đó chứ. Khi lấy xe thì em gái ngây thơ đó cứ liên tục chạm tay vào đùi, làm tôi vừa ngại ngùng vừa thấy sướng sướng, chắc mẩm là nàng yêu tôi rồi hay sao á. Nhưng mà bất ngờ em cất giọng ồm ồm lên hỏi tôi, cưng à, em đang cô đơn lắm, vào nhà nghỉ cùng em nha. Trời ơi, tôi mất hồn mất vía liền mọi người Cái giọng này là giọng đàn ông mà Lại con gã tôi vào nhà nghỉ nữa chứ Gì vậy trời Tôi cũng lên lấy xe thật là nhanh đến điểm trả khách Không lịch sự mà nói với khách Đến nơi rồi, xuống lẹ giùm tôi một cái Đợi khách xuống xe, tôi giọt liền Tiền xe không thèm lấy luôn Tôi sợ ở lâu sẽ bị lô về nhà nghỉ thiệt rồi làm sao tôi bị sốc cho nên cả tháng sau mới mở ứng dụng lên để mà kiếm khách mới thế mà cả buổi chiều chả có khách luôn mãi đến tối mới có khách mà đúng lúc đó là đã 11 giờ 30 đêm rồi nha mọi người buồn ngủ mà có khách thì vẫn ráng chạy chừng sao giờ khi đến quán nhậu nha anh khách say khước lão đảo từ trong quán đi ra khiến tôi nổi da gà nữa có mấy người nữa cũng từ trong quán đi ra tôi nhìn họ rồi nói chứ thôi anh chị bắt taxi cho anh ấy về đi em không dám chở đâu lỡ anh ấy té ra đường thì em ăn tội nữa nhưng mà mấy người kia lại lên tiếng Anh giúp tụi em đi Nãy giờ bút xe lâu lắm rồi Móng ai nhận trơn á Nhà anh ấy cũng gần đây mà Ây da nghe phát tội không Mà tôi cũng không muốn rước cục nợ vào thân Cho nên lắc đầu không đi Và rồi một chị gái mặc váy ngắn nói chứ um, Thôi vậy nha Em ngồi sau đỡ xe anh ấy đi Anh lái xe được không Anh ấy gầy em kẹp giữa Pikachu không biết đâu Ờ, ừ, chị gái xinh đẹp đã mở lời thì tôi đồng ý ngay thôi Mấy khi được chở gái đẹp chứ, đúng không mọi người? Chuyến xe 83 ba đã được thực hiện Vâng, chỉ hơn 10 phút là đã đến nơi Tưởng xong chuyện ha Định đưa chị gái xinh đẹp quay trở lại quán nhậu Thì chị gái lại la lên Anh ơi giúp em, anh ấy sẽ mềm nên em không đỡ lên cầu thang được Thế là giúp người giúp cho chót đi Tôi cổng anh trai say xỉn kia về nhà luôn Bà mẹ nó leo cầu thang bộ mà còn cổng người Muốn sụt cả chục ký lô Trời trời, khi đưa được anh trai say xỉn vô phòng nha, tôi thấy đúng là trút được gánh nặng ngàn cân. Xong việc, tôi lấy anh ta dậy để mà thu tiền xe ôm. Ai ngờ anh ta rút tờ 500 ngàn nhét vào ngực tôi, rồi vỗ mặt tôi nói. Anh tiếc sẽ cân nè. <laughs> rồi sau đó lăn ra ngủ ngáy ầm ầm luôn. Lúc đó nhà tôi vừa tức, vừa sợ bị đòi lại tiền. Cho nên vội vàng xuống lầu, lái xe máy về chung cư luôn. Quên mất còn lời hứa đưa chị gái trở lại quán nhậu một cuốc xe được hẳn 500 ngàn Nhưng mà sao tôi thấy tổn thương nhiều quá à trời Tôi bị ám ảnh cái bộ dạng say khước của anh trai đó Cho nên tôi không muốn chạy xe hôm nữa Thế nhưng mà một thời gian sau Bố tôi ở quê lên Sài Gòn chữa bệnh Tôi cũng muốn phụ một phần tiền Cho nên lại mở ứng dụng lên tìm khách lần thứ ba Không như lần trước Vừa mở ứng dụng lên tôi có khách ngay Cuốc xe của tôi là một chị gái đi từ quận nhất đến Củ Chi Nhìn thấy đường xa xôi Trời lại tối nữa chứ Cũng định hủy cuốc xe rồi đó Nhưng vì sự nghiệp kiếm tiền à, tôi đâu có nợ hủy đâu Đi đến Củ Chi, bản đồ cho biết còn 500 mét nữa là tới nơi nha. Thôi mà tôi chả thấy đường đi đâu, đã vậy xung quanh không có nhà cửa, toàn là bụi lao sậy, trời thì tối hôm hôm mà. Lúc này á, tôi lên tiếng hỏi chị khách, "Ờ à, chị ơi, chỗ chị cần đến là đâu vậy ạ? Chị khách hồn nhiên nói với tôi, Ờ, à, chị tưởng em là xe ôm thì em phải biết đường chứ, chị ở ngoài Bắc mới vô có biết đường đâu em. Tôi nghe mà trong lòng căm nín luôn á, giờ chẳng biết đi xe như thế nào luôn, tôi vội vàng quay người ra phía sau. Lúc này nha, tôi mới giật mình, nhìn chị khách, chị ta diễn nguyên một cái đồ đen thui, kính râm, khẩu trang, găng tay, tất cả đều một màu đen thùi lùi. Nhìn chị khách lúc này giống như một mafia, tôi suýt nửa đái ra quần luôn. Lúc này á tôi chợt nghĩ đến mấy vụ lừa xe ôn công nghệ đi đến vùng hoang vắng, rồi hại người cướp xe. Nhưng mà tôi không dám thả chị khách xuống đường, sợ đánh rắn động cỏ nên sẽ bị người ta ra tay ngay. Tôi cố bình tĩnh nói với chị khách chứ, À, mà chị có bạn bè đang ở khu vực này không à, Gọi cho bạn chị mẹ em ý. Em là xe ôm nhưng mà chỉ quen những tuyến đường quen thuộc thôi hả à. Sài Gòn rộng vậy em sao biết hết đường được chị Chị khách á, liền xuống xe đi gọi điện cho ai đó Tôi nghe thấy vài từ nào là Chuẩn bị xong rồi Nào là Có mang theo không Đầu hốc tôi quay cuồng khi mà nghĩ đến chuyện chị khách vừa liên hệ với đồng bọn Và tôi có thể gặp nạn bất cứ lúc nào luôn Mà nghe điện thoại xong Đường cái chị khách chỉ đường của quẹo như dân bản địa luôn cuối cùng thì chúng tôi đến một bãi đất trống à hóa ra là chuẩn bị quay phim trời đất ơi còn nguyên nhân vì sao chị khách không đi theo đoàn á lại chế ngủ quên phải đi sau đã vậy chị ấy còn lại sợ bị nhận ra là diễn viên Cho nên cố ý diện đồ đen Chả biết có nổi tiếng không chứ thấy lố quá rồi đó bà ơi Chị khách chi tiền mạnh tay gấp 10 lần tiền cuốc xe đó Và dặn tôi ở lại chờ chị quay phim xong thì trở về luôn Mà tôi sợ rồi tôi nói chứ à, Chị ơi em sợ kiểu bị dẫn đi lung tung lắm rồi May mà không có ai Chứ em vừa lái xe vừa tưởng tượng có cướp giật không á Em thì có mỗi con xe này để mà lo cho gia đình thôi Bị cướp mất thì em ăn đất á chị Thôi chị đi cùng đoàn nha Em xin phép đi trước ạ à. Cáo rồi cứ thế theo quán tính Tôi nhắm hướng ngược lại mà đi Hủ hồn hủ vía, Cuối cùng cũng ra được đường lớn Và trở về khu chung cư tôi đang làm bảo vệ Giờ dạ, tôi không dám làm sơ hôm đến mọi người Toàn khách lạ lùng mà Tôi đã nhận vận chuyển đồ cho người trong chung cư rồi Quanh quẩn một chỗ hay chán Nhưng còn hơn là ú tim <laughs> Yêu đúng người bạn sẽ mập lên Còn chia tay đúng người bạn sẽ đẹp lên Về trước là đúng cho các chị em may mắn còn với đúng su na như em thì em xin nhận về sau đúng với em ạ chuyện là em với người yêu cũ chia tay nhau được gần một năm anh hơn em một tuổi hồi trước trông em cũng xinh xắn nét của em cũng kiểu cute mà lúc ấy người em cũng mũm mĩm một chút anh là người chủ động tán em lúc ấy trông em ngây thơ vãi trưởng luôn trông lại còn con nít nữa mà anh thì cũng ăn mặc kiểu bad boy chơi chơi nói chuyện hài hước thế là xong một thời gian em cũng đổ rồi bọn em yêu nhau Lúc yêu em thì cũng có chút hơi bảo bê bản thân Anh hay dẫn em đi ăn rồi vỗ béo em Thành ra là em đang từ con mặc quần áo size M Nhảy lên một size luôn là hẳn size L Mấy bộ váy em mặc trước bắt đầu bị hơi chật bụng Em là đứa thích nấu ăn và làm bánh Nên em cũng hay tặng anh bánh em tự làm Ban đầu thì anh cũng tạm đón nhận Nhưng về sau anh bảo mấy hành động này con nít lắm Anh thích con gái trưởng thành và tinh tế hơn Yêu nhau được nửa năm thì anh bắt đầu có những lời nói hơi body shaming em. Cơ địa của em thì bắp chân không được thon, cộng với việc ăn uống không lành mạnh nên là có béo lên. Thế là anh nói bóng nói gió em là em mập với cả bắp chân voi. Chưa kể anh còn bảo bạn anh gầy rồi mặc váy xinh này nọ. Em nghe mà tổn thương rất nhiều. Ngày càng về sau anh càng lạnh nhạt với em, em làm gì cũng không vừa ý anh. Có những lần em kêu bị mệt ốm thì anh chỉ bảo là mệt thì em nghỉ sớm đi được một thời gian ngắn thì anh chủ động chia tay em cũng níu kéo nhưng mà anh không chịu những ngày tháng sau khi chia tay em lụy lắm suốt ngày khóc lóc không ăn uống đầy đủ ngày nào cũng nghĩ về anh và những kỷ niệm của hai đứa chật vật trong quá khứ suốt ba tháng trời bạn thân em có mắng chửi em bảo em không nên lụy vì những người không xứng đáng lúc đấy trông em nhìn vừa buồn mà không có động lực sức sống tí nào mãi sao em cũng nguôi ngoai quá khứ em quay lại chăm chút cho bản thân hơn bắt đầu việc ăn kiêng rồi lết xác đến phòng tập những buổi đầu tập về em vừa đau cơ vừa mệt thèm ăn lắm nhưng nghĩ đến việc tập để gây để đẹp em lại bóp miệng lại và không dám ăn uống linh tinh lao lực ăn kiêng tập luyện ở phòng tập không thiếu bữa nào cuối cùng em cũng giảm được cân trông người cũng đỡ ục ích hơn đầu tóc và kiểu ăn mặc em cũng thay đổi luôn người ta bảo con gái thất tình thường hay đi cắt tóc thay vì để bộ tóc dài em đã cắt ngắn bớt đi tẩy tóc và nhuộm màu sáng phong cách ăn mặc thì đang từ bánh bèo chuyển sang bánh cuốn luôn trước đây do em hơi mập không dám mặc mấy bộ đồ ngắn crop top rồi hở vai giờ em tự tin hơn khi mặc những bộ đồ ấy bạn bè cũng bảo em hợp phong cách này lúc em đang ảnh lên mọi người cũng rất bất ngờ nhìn em bây giờ từ vóc dáng đến phong cách khác trước rất nhiều nói thật giờ em thấy mình tự tin hơn trước về cả ngoại hình lẫn suy nghĩ của bản thân Em cũng tham gia các khóa học phát triển bản thân, đọc sách, đi du lịch nhiều hơn. Giờ nghĩ lại em thấy em của năm trước ngu ngốc, dại khờ và lụy tình quá, trao tình cảm cho đối phương quá nhiều mà quên mất người mà mình cần yêu thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, tất cả lại là chính bản thân mình. Khi có ngoại hình đẹp hơn, bản thân có kiến thức và yêu thương chính mình, lúc ấy sẽ không thiếu những chàng trai yêu thương mình, xứng đáng với mình hơn. Nên là các chị em ạ, à, yêu ai thì yêu nhưng phải yêu thương mình đầu tiên nhé chúc cho chị em chúng mình luôn luôn xinh đẹp và yêu thương bản thân thật nhiều